Theo đề án của Bộ Công an, việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử được tiến hành từ ngày 1 tháng 3 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 với số lượng cấp là 50 triệu thẻ, trong đó Hưng Yên được giao cấp 1,1 triệu thẻ cho công dân từ 14 tuổi trở lên. Thời gian này, công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đang tập trung tối đa nhân lực, xây dựng nhiều phương án, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân theo đúng yêu cầu đề ra. Đây là buổi làm việc đầu tiên của tổ cấp căn cước lưu động do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức tại trường trung học cơ sở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ. Phương án này vừa tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu tối đa việc đi lại cho công dân đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước phù hợp với nhiều đối tượng, qua đó sẽ thu hút được nhiều người đến làm thủ tục cấp. Những buổi lưu động như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức ở các địa điểm đông công dân như trường học, khu công nghiệp. Phòng PC06 Công an tỉnh Hưng Yên đã thành lập 2 tổ cấp căn cước công dân lưu động xuống các xã, đặc biệt là khu công nghiệp có nhiều doanh nghiệp, có kế hoạch làm thêm ngoài giờ, đặc biệt là làm đêm để tránh ảnh hưởng đến thời gian làm việc của công nhân. Sau một ngày làm việc, đã có hàng trăm học sinh và người dân của thị trấn Yên Mỹ đến làm thủ tục cấp căn cước. Các cán bộ tổ lưu động đã làm việc liên tục, còn người dân sau khi được tuyên truyền và thông báo thì rất vui vẻ đến đăng ký. Việc về làm thẻ căn cước tại các cơ sở trực tiếp này rất là thuận lợi cho cán bộ công nhân viên chức cũng như là học sinh, kể cả vào những thời điểm tối thì nhân dân có thể tranh thủ vào cái thời gian rảnh rỗi này để họ đến có thể làm và không phải mất thời gian nghỉ những cái buổi làm của họ. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, thời điểm này cùng với công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, thị xã đều đã bổ sung lực lượng, ưu tiên tập trung cho công việc này. Cùng với đó, ngoài việc tổ chức tại trụ sở, thì mỗi đơn vị ít nhất cũng thành lập từ 1 đến 2 tổ lưu động với đầy đủ trang thiết bị máy móc phục vụ tại chỗ các khu vực đông công dân. Công an thành phố xây dựng kế hoạch cao điểm cấp căn cước công dân làm là từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, hàng ngày không nghỉ thứ bảy chủ nhật, không nghỉ lễ, làm xuyên suốt trong 15 tiếng. Chip được gắn trên thẻ căn cước công dân là để lưu trữ các thông tin của công dân với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính đi lại, nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử, chính phủ số. Chip gắn trên thẻ căn cước công dân không có chức năng định vị theo dõi để xác định vị trí của công dân. Việc tích hợp sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Vì vậy, việc cấp thẻ căn cước công dân vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mỗi công dân.